Anh ơi, tô gì chú bác ơi. Ôi, chào cậu. May quá, có chị. Này, anh có biết giờ này là giờ nào không? Đứng ở cửa nhà người ta ầm ĩ cả lên như thế à? Xin lỗi cô nhá. Tại tôi đến ship hàng cho nhà cô mà gọi chả thấy ai ra, cũng chả thấy ai nghe máy cả. Thế may quá gặp cô này. Cô cầm, cô nhận giúp tôi với. Chết thật, làm sao mà nhận được nhở? Thôi, tìm cách bom hàng xong. Cô ơi, cô cầm, cô chuyển khoản tôi cái, tôi nhận, tôi chuyển khoản cái, để tôi đi đơn khác cái. Này, anh giao muộn, bây giờ là giờ nào rồi, đồ ăn nguội hết cả rồi, làm sao mà tôi nhận được nữa, tôi về đi. Cô ơi, tôi đến muộn có 10 phút thôi mà, với cả lúc anh đang trên đường thì xe tôi nó hỏng, tính ra là... Tôi bảo không nhận là không nhận, anh cầm về đi, anh trách việc thế nhở? Cô ơi, tôi xin cô đấy, cô xem nào, cô chuyển khoản với là cô nhận đơn này giúp tôi, bây giờ cái đồ này vẫn còn nóng mà, với cả lúc nãy tôi đi thì xe nó hỏng thật, khổ quá. Anh rách việc thế nhở? Tôi đã bảo không lấy cơ mà, cầm về đi. Cô ơi, cô xem nào, cô... Đã bảo không là không mà. Đấy, thấy chưa? Tôi đã bảo là cầm về đi thì không nghe cơ. Nếu như mà anh chịu cầm về thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Rách việc. Đi ship hàng mà cứ gặp cái loại khách bom hàng này, shipper hết được sống. My, em làm cái gì đấy? Sao chị lại... Em có việc phải đi rồi. Này, đứng lại đã. Em kể hết cho chị nghe đi, nhanh lên. Giải thích đi, tại sao lại như thế? Em cái gì? Em lo giải thích đi. Nếu không chị không cho em vào đâu. Ui, chết rồi. Muộn rồi. Chết rồi, sáng nay có lịch phỏng vấn. Chị Linh đích thân sắp xếp mà lại ngủ quên mất. Ui, làm thế nào bây giờ nhỉ? À, thôi kệ. Nhà mình khá giả mà. Xin việc làm gì nhỉ? Tí nữa chị về cứ kiếm đại một cái cớ nào đấy là được. Đói thế nhỉ? Nhà thì chả có gì ăn. Chán thật đấy. Nhà mình nhiều tiền mà. Đồ ăn đi. Tội gì phải chui vào bếp nấu nướng cho nó khổ ra. Xong. Nhanh gọn thế cơ chứ lị. Thế mà bà Linh lúc nào cũng cảm giảm. Nào là phải đi làm, nào là phải siêng năng. Bây giờ có tiền thì muốn gì mà chả được. Vừa mới đặt đồ ăn đã đến rồi, nhanh đấy. Alo. Alo anh ơi. Là anh à? Em cứ tưởng là shipper người ta đến giao hàng bằng tốc độ tên lửa cơ. Em đặt đồ ăn á? Ừ, đương nhiên rồi. Thiên kim tiểu thư như em mà phải chui vào bếp nấu nướng á, em có rảnh đâu. Tôi bỏ đi, đừng đặt nữa. Anh qua chở em đi ba, trong đấy đồ ăn thiếu gì. Đi ba à? Ờ, cũng được. Em đang chán, chả có việc gì làm đấy. Ơ nhưng mà em lỡ đặt đồ ăn mất rồi. Không được, shipper người ta nhận đơn rồi, làm sao mà hủy được. Vậy thì em bom hàng đi. Bom hàng á? Nhưng mà tí nữa người ta đến thì... Ừ, bom đi, kệ shipper đi. Em quan tâm mấy đứa đấy làm gì không mày? Việc của mình là đi chơi thôi. Hóa ra là như vậy à? Vậy là em đã bỏ nguyên cái buổi phỏng vấn mà chị đã cất công tìm hiểu cho em sao? Chị cũng làm sao ấy nhở? Rõ ràng là bố mẹ để tiền lại cho chị em mình cơ mà. Cái tiền đấy ấy, ăn cả ba đời còn không hết mà chị cứ bắt em đi làm thôi. My, vấn đề không phải là tiền nong, mà chị muốn em đi làm để em hiểu được giá trị của đồng tiền, để em hiểu được là làm ra đồng tiền nó khó như thế nào. Em nhìn xem, người ta làm shipper đấy, người ta cũng là con người, vậy mà em đối xử với người ta như vậy à? Em dậy muộn một tí thôi, với cả không nhận đồ của shipper thôi, mà chị cứ ầm ĩ hết cả lên như thế à? Chị phải nói như thế nào thì em mới hiểu được nhở? Vấn đề không phải là chị đang khắt khe với em, mà là chính vì như vậy nên em mới không hiểu được giá trị của đồng tiền đấy. Em đối xử với người khác như thế à? Em mau xin lỗi người ta đi, nhanh lên. Em không rảnh. Chị rảnh ấy, chị đi mà xin lỗi. Em có hẹn rồi. Ơ, cái con bé này, My! Cái con bé này càng ngày càng khó bảo cơ.
Ui, tôi đi luôn đây, tôi đi luôn. Kìa, không phải. Là tôi đang thay mặt em gái tôi xin lỗi anh mà. Với lại là anh vào nhà đi. Để tôi giặt cho anh chiếc áo này, chứ bây giờ nó bẩn rồi. Với lại tôi thay mặt em gái tôi gửi anh tiền vừa nãy nữa. Nghe. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô nhé. Có gì đâu, là em gái tôi có lỗi với anh mà. Thật ra cô chỉ cần thanh toán tôi cái đồ ăn đấy thôi, còn không cần phải làm thế này đâu, còn giặt áo giúp tôi, ngại thế. Tôi muốn giặt áo giúp anh mà, chứ làm sao mà để anh mặc cái áo đấy ra ngoài đường được, bất tiện lắm. Mà chiếc áo này là của bố tôi đấy, nhìn anh mặc tôi thấy nhớ bố ghê ấy. Thế ạ, ớ thì bác trai đi đâu trời? Bố tôi mất cách đây 3 năm rồi. Chết. Tôi xin lỗi nha, đáng nhẽ tôi không nên hỏi như thế. Có sao đâu. Chiếc áo này là tôi mua tặng sinh nhật bố. Nhưng mà bố tôi còn chưa kịp mặc nữa. Hôm nay xem như là anh có duyên đấy. Cảm ơn cô. Mà anh tên là gì nhỉ? Tôi là Hải. Tôi là Linh. Nhà anh có gần đây không? Tôi thì ở ngoại thành cơ. Ban ngày tôi vào đây tôi chạy xe. Tối về thì lại nấu ăn các thứ cho mấy thằng em ở nhà nó ăn uống thì nó đi học. Nhưng mà sao các em của anh lại đi học buổi tối? Cũng chả giấu gì cô, bố mẹ tôi cũng mất sớm. Từ lúc mà lúc ấy tôi rất khoảng 9-10 tuổi gì đấy. Không ai để lại mấy thằng em nheo nhóc nữa. Thành ra là mấy anh em cứ bám vào nhau mà sống thôi. Nhưng mà được cái là cuộc sống cũng vất vả nhưng mà cũng vui vẻ với anh em cũng quây quần ấm áp. Hóa ra hoàn cảnh của anh cũng... Không sao, nói chung là tôi quen hết mấy cái đấy rồi. Hoàn cảnh của anh khó khăn như vậy mà anh vẫn tích cực lạc quan như này là tốt rồi. Ôi, mất điện à? Có phải đâu, đèn trong kia vẫn sáng mà. Để tôi đi gọi thợ sửa xem sao. Thôi không cần đâu, cái đèn này tôi biết sửa mà, cứ để tôi sửa cho. Ghế, đưa xem nào. Anh có sửa được thật không đấy? Được. À, nhà cô còn tô vít. À, có. Hình như là ở trong kho ấy, đợi tôi đi tìm lại nhá. Ok. Cảm ơn cô vì giúp tôi giặt cái áo ấy nhá. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Anh cũng giúp tôi nhiều rồi mà. Anh giúp tôi sửa bóng đèn nguyên cả ngày hôm nay rồi còn gì nữa. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Thế tôi xin phép tôi đi trước. Anh về cẩn thận nhá. Đúng rồi. Có cái này tí quên. Lúc nãy cô nhớ lúc tôi sửa bóng đèn, tôi nhờ cô đi lấy tôi cái tô vít không? Lúc ấy cô chạy đi phát làm rơi luôn cái ví ở dưới đấy. Thế tôi nhặt lên, bây giờ trả lại cho cô. Tí quên. Nếu anh ấy lấy đi thì mình cũng không phát hiện được. Vậy mà trả lại cho mình, đúng là người tốt mà. Cảm ơn anh nhiều nhá. Cô kiểm tra xem có mất cái gì không? Không cần đâu. Anh về cẩn thận nhá. Cô ơi. Sao vậy? Chết rồi, hình như lúc ấy tôi lên tôi vẫn để quên chìa khóa xe ở trên nhà cô. Thế à, để tôi lên lấy đã nhá. Tôi xin lỗi. Mất cẩn quá. Chìa khóa của anh này. Tôi cảm ơn. Yêu ngảo. Đây. Tôi cảm ơn nhá.
Anh cười gì? Anh cười vì không ngờ mình lại có một cô yêu vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang thế này ấy. Anh này chỉ dẻo miệng thôi. Đến bây giờ nhá, nhiều khi anh vẫn nghĩ ở đây chỉ ở mơ thôi. Nhưng mà nghĩ không, chỉ có bấy nhiêu đấy thôi, anh thì mình cũng chưa xứng với em rồi. Anh nói linh tinh cái gì nhỉ? Có gì mà không xứng? Đúng rồi đấy, loại người như anh ấy thì làm sao mà xứng đáng được với chị tôi. My, em về lúc nào thế? Thì em về từ cái lúc mà đủ để nghe được câu chuyện giữa chị và anh chàng shipper này tình tứ với nhau ấy. My, em đang nói cái gì thế? Dù sao anh ấy cũng là người yêu của chị mà. Chỉ có chị nhẹ dạ cả tin thì mới bị anh ta lừa thôi, chứ còn em ấy thì không bao giờ. Này, chị nói cho em nghe nhá, anh ấy dù có làm công việc gì đi nữa chị cũng không quan tâm. Anh ấy rất yêu thương và tốt với chị, thế là đủ rồi. Tốt á? Có mà anh ta đang lợi dụng chị thì có ấy. Anh ta vớ được chị như là mèo mù vớ cá rán còn gì nữa. My, tôi cảnh cáo anh nhá, từ giờ tránh xa chị tôi ra. Về với cái loại tầng lớp xã hội của anh đi, đừng có bám lấy chị tôi nữa. My, chị vì hắn ta mà đánh em à? Lần này chị phải đánh em, em đã quá đáng lắm rồi đấy. Chị nhớ lấy ngày hôm nay đấy, chị vì hắn ta mà đánh em. Em ghét chị. My, My, anh xin lỗi. Anh đừng suy nghĩ nhiều nhá. Anh bị khinh thường thế quen rồi. Thôi, đi vào nhà nghỉ ngơi đi. Với lại anh bảo này, xem thế nào làm lành với My đi. Anh nghĩ là con bé nó chỉ lo cho em. Anh đi về cẩn thận nhá. Gì đấy? Vừa về nhà đã nhớ anh à? Thôi đi, em không đùa với anh lúc này đâu đấy. Anh qua đón em đi. Gì cơ? Đón em á? Em không muốn sống ở cái nhà này nữa, em muốn ra ở riêng. Anh sang đón em đi. Ở riêng á? Em với bà chị khó tính của em cãi nhau à? Chị ý dám vì trai mà đánh em đây này, em không thiết tha ở cái nhà này nữa đâu. Thế thì hỏng rồi. Vì trai mà đánh em gái thế thì hỏng. Này, anh có qua không đấy? Lại còn đứng đấy mà hóng chuyện nữa. Thì bây giờ qua liền đấy. Mà này, nhớ mang nhiều nhiều tiền vào đấy nhá. Biết rồi. My ơi, mở cửa cho chị đi. Chị xin lỗi chuyện lúc sáng nhá. Chị còn nấu món em thích ăn đây này. Mở cửa đi. My ơi, mình vừa mới đi chợ nấu ăn cho nó mà nó đi đâu rồi không biết được. Sao quần áo đâu hết cả rồi? Chết rồi, hay là nó giận mình quá nó bỏ đi rồi. Alo, anh Hải à? My, em không biết là My nó đi đâu rồi ý. Đấy, anh biết ngay mà. Mấy lần anh đưa em về gặp cái bà chị già khó tính của em là anh biết ngay kiểu gì cái ngày này nó cũng diễn ra. Anh nhắn nói cho cẩn thận vào, dù sao chị cũng là chị của em đấy. Thì anh thấy bất bình thay cho em thôi. Bà ấy suốt ngày bắt em đi làm. Đã thế nhá, mấy lần anh sang đón em đi chơi lại còn không cho ấy. Thôi, đừng có nhắc đến bà ấy nữa. Càng nhắc em càng thêm bực thôi. Bây giờ tính thế nào? Tính gì? Thế anh chả bảo là muốn ra ở riêng còn gì nữa. Mà em đã ra ở riêng bao giờ đâu mà em biết. Anh phải tính cho em chứ. À, thì chuyện đấy... Thế em có mang tiền đi không ấy? Có. Tài khoản còn bao nhiêu là em rút ra mang theo cả rồi.
Thế tiền đâu? Trong kia. Ngon. Bây giờ mình chỉ sợ không có tiền thôi. Chứ có tiền rồi thì tính thế nào chẳng được. Anh cứ nói là anh tính mà chả thấy anh bảo gì với em cả. Là tính kiểu gì? Trước mắt em cứ đưa hết chỗ tiền này cho anh ạ. Cái gì? Đưa hết chỗ tiền đấy á? Bình tĩnh. Em là con gái, em không nên giữ tiền trong người. Nó nguy hiểm lắm. Hơn nữa anh phải cầm tiền đi để anh tìm nhà anh thuê cho em nữa chứ. Thế có nghĩa là vẫn chưa có nhà à? Thế tối nay thì tính sao? Trước mắt ấy thì em cứ vào khách sạn ngủ tạm đi. Anh sẽ cầm tiền anh đi tìm nhà anh thuê cho. Anh còn tranh thủ em đi mua mấy thứ lặt vặt ra. Nhưng mà em... Trời ơi, nghĩ cái gì nữa, quyết đoán nhanh lên. Anh còn đi tìm nhà cho. Anh đi đâu? Thì đi tìm nhà làm gì chứ, thế anh đi đã. Tìm được nhà rồi nhớ báo cho em đấy nhá. Biết rồi. Cái tên Vanh này, làm gì mà cả tuần không gọi được thế? Không biết đã tìm được nhà chưa nữa. Anh Vanh, chuyện này là sao? Cô ta là ai? Anh đã tìm được nhà chưa? Em yêu này, em cứ về khách sạn chờ anh đi. Xong việc anh về với em ngay nhá. Này, chuyện này là sao? Anh cắm sừng tôi à? Mau trả tiền đây. Anh tưởng là em khôn ra rồi, hóa ra vẫn ngu thế à? Tiền của em làm sao anh trả lại cho em được? Anh, tôi không cần biết. Trả tiền đây cho tôi. Vi này, tiền đã vào tay anh rồi thì không thể trả lại được. Anh tiêu hết rồi. Còn bây giờ ấy thì em tránh đường cho anh về. Sau này thì phải thông minh lên nhớ chưa? Tôi không tránh. Anh mau trả tiền đây cho tôi. Nhanh lên. Này, tao nói cho mày biết, là do mày ngu, mày tin tưởng tao nên mày bị lừa, hiểu chưa? Từ trước đến nay ấy, tao không hề yêu mày. Tao chỉ lợi dụng mày để trả tiền cho tao thôi. Còn bây giờ ấy, thì cút ra cho tao đi. Đồ khốn nạn, mau trả tiền đây. Này, tao đang nói nhẹ nhàng thì tốt nhất nên dừng lại đi, đừng để tao phải đánh mày. Trả tiền đây. Hóa ra mày thích ăn đòn à? Chó ơi. Này, này, này. Đàn ông đàn an mà lại định đánh phụ nữ ở giữa đường giữa chợ này à? Hèn thế. À, thằng shipper đấy à? Mày cũng như tao thôi, đừng có lên mặt. Như tao á? Như tao là như nào? Tao không ăn bám cũng không đào mỏ bất cứ một ai cả. Thế là giống mày chứ mà. Đó. Mày. Anh. Hư. Tay hư. Tay hư. Tay hư. Láo hỗn hỗn mỏ hỗn vả được cái gì? Nhơn à? Tiền con bé đâu? Tiền. Muốn trả tiền anh muốn ăn đòn. Tiền. Tiền trong túi, tiền trong túi. Lúc nhanh. Lúc lấy luôn. Hư. Tay hư. Bỏ cái tay ra. Tay hư. Tay hư. Anh đừng. Này. Vâng có thái độ được à? Hả? Tao cảnh cáo mày nhá. Đây là lần cuối cùng tao nhìn thấy mày đi lừa đảo bất cứ một ai nữa nhá. Nhớ chưa? Rồi. Để tao nhìn thấy một lần nữa. Tao phải gãy tay nữa. Đừng. Đừng. Đau lòng biết rồi. Nhớ rồi. Biết. Nhớ rồi. Té. Nhanh. Ác còn nhịp. Ê thôi. Ui. Bố láo ăn cắp gì. Con làm sao không? Em xin lỗi. Thôi đi về đi. Linh nhà lo lắm đấy. Đi. Chị Linh. My. Em đi đâu đấy? Em có biết là chị đã tìm em suốt cả tuần qua không? Em xin lỗi chị. Là do em quá đáng. Ngày hôm đó em đúng là quá đáng. Từ trước đến nay em vẫn khinh thường mọi người như thế. Hôm đó chị đánh em là đúng. Em không muốn nói gì cả. Chị mới là người phải xin lỗi. Nếu như hôm đó chị không đánh em. Cũng là nhờ lần này có anh Hải. Cho nên là... Anh Hải. Sao anh biết My nó ở đâu mà tìm vậy? Ngay từ lúc mà em gọi cho anh, là anh biết chắc chắn cái My đi theo thằng Vanh, nên đã đến từ đấy để tìm. Anh biết Vanh sao? Ngay cái lần đầu tiên mà Vanh đến đây để đón My đi chơi,
là anh đã biết rồi. Nó là một trong những đối tượng anh đã theo dõi từ lâu. Đối tượng theo dõi ạ? Ngày trước thì anh có làm dân quân tự vệ để mà kiếm tiền lương trang trải được cuộc sống, nên anh không lạ gì cái thằng Vanh này cả. Nó là một cái thằng ăn chơi bậc nhất và có tiếng. Nói chung là một trong những cái thành phần thanh niên bất hảo, khó chị lắm. Thế mà em lại không biết. Tí nữa thì em bị hắn ta. Nói chung là cũng không trách em rồi. Thằng này nó lừa không biết bao nhiêu là cô rồi. Ngay cái lần đầu tiên mà Vanh đưa em đi ấy, lúc đấy anh đã phát hiện ra. Nhưng mà thôi, anh cứ tiếp tục bám theo xem là thằng này sẽ làm cái gì. Vậy là anh đã biết là My ở đâu ngay từ đầu. Thế sao anh không nói cho em biết sớm? Bởi vì là anh muốn My tự học cho mình một cái bài học riêng của cuộc sống. Và anh tin là đến bây giờ My cũng đã rút ra cho mình một bài học riêng rồi đấy. Anh Hải nói đúng đấy chị ạ. Em từ cái lúc mà hắn ta trở mặt với em là em đã biết hắn ta yêu em chỉ vì tiền thôi. Anh Hải, em xin lỗi anh. Tất cả những chuyện trước đây là do em. Không sao, em hiểu chuyện hơn là tốt rồi. Chị Linh, em cũng xin lỗi chị. Chỉ tại em mà suốt thời gian vừa qua chị đã phải dằn vặt giữa em và tình yêu của chị. Nhưng mà từ giờ em sẽ không phản đối nữa đâu. Em nói vậy là sao? Nghĩa là từ bây giờ em sẽ đồng ý để cho anh Hải trở thành anh rể của em. Con bé này,